Xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Nguyên Giáp lại quay cho quý vị và các bạn xem một cái mảnh dãy gồm có 2 ha, 240 mấy mét vuông đấy. Có độ khoảng 120 mét mặt đường đất. Cái mảnh đất này nằm ở xã Ia Me, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Tổng cái mảnh đất này là gia đình đã trồng được 450 cây sầu riêng. 460 cây sầu riêng, tầm đó khoảng đó. Và trong đây thì đã có được khoảng 90 cây sầu riêng là cái loại này. Năm nay đã cho bói và năm sang năm là bắt đầu cho thu chính. Thì cái miếng đất này là chủ nhà với giá mong muốn là 2 tỷ 080 triệu. Thì chủ nhà sẽ lo toàn bộ sổ sách giấy tờ. Và chủ nhà để lại cho toàn bộ là điện, nước, nhà, máy bơm. Dưới kia thì cái miếng đất này là tưới hồ nha các bạn. Và tất cả đường ống thì gia đình cũng đã chôn hết rồi. Và như các bạn thấy phía đằng sau lưng của Giáp là khu vực này khoảng 90 cây, đã to như này rồi. Còn ở dưới kia được khoảng 350 cây, 360 cây gì đó là mới trồng nhá các bạn. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem cụ thể. Từ đây mà đi ra đến đường nhựa thì theo như Giáp căn thì tầm độ khoảng 100 mấy đến 200 mét là đã đến đường nhựa rồi. Và từ đây đi ra đến trung tâm huyện thì theo như Giáp căn thì chắc cũng tầm độ khoảng 12, 13 cây gì đó các bạn ạ. Đó là toàn bộ cái khu vực sầu riêng đây thì có 90 cây này. Và như các bạn thấy thì ở đây có một cái vòi. Cây này là một cây nhỏ này. Một cái vòi bơm là béc toàn bộ là chủ nhà đã lắp cái vòi này. Và một cây béc đây đó. Còn ở bên đây thì cũng như vậy nha các bạn. Và 90 cây này. Bây giờ thì bây giờ Giáp thì đang đứng ở giữa đất. Tí nữa thì Giáp sẽ quay cho mọi người xem cụ thể hơn. Giáp đang đứng ở giữa nha các bạn. Và theo cái hàng này trở lên trên kia là các bạn nhìn thấy cái vườn sầu riêng rất là đẹp luôn. Và một cái hàng bên đây nữa là Giáp đang đứng ở giữa luôn. Thế là bây giờ Giáp sẽ đi ra hàng bên cho mọi người cùng coi. Tất cả đã được rào lưới B40 xung quanh nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy sầu riêng rất là đẹp luôn. Đã cho bói năm nay rồi. Đó, sang năm thì bắt đầu là mình vào thu hoạch chính. Chủ nhà chăm cũng biết chăm hết cây rất là tốt luôn. Bây giờ thì Giáp sẽ đi ra hàng bên để quay cho mọi người. Còn cái phía còn lại đây thì chủ nhà cũng mới trồng sầu riêng tơ. Đó, đất thì triền triền. Nói chung là miếng đất này cũng được. Xung quanh thì dân cư ở cũng đông nhá các bạn. Dân cư ở bên kia. Và từ đây ra đến đường nhựa thì có người dân ở đây rồi. Thì Giáp sẽ đi ra cái mé bên ngoài này. Để Giáp quay cho mọi người xem cụ thể hơn. Sầu riêng thì cũng rất là đẹp. Và cái giá này á thì vẫn còn thương lượng chủ nhà mà cũng bảo là thôi thơm thảo thì cũng cho thương lượng qua thương lượng lại một chút nhá các bạn. Giáp thấy giá cũng ok, vườn thì cũng ok. Nói chung là sầu riêng thì cũng có cái thu và cái chưa thu nha các bạn. Đây là hàng biên. Và hàng biên thì cũng được gia đình là múc danh các bạn thấy không? Là biên mà đã được múc sâu cỡ độ khoảng 2 mét như này, chạy thẳng lên luôn. Và cột rào cũng đã chôn chôn bên đây. Và mé bên kia thì đã được chủ nhà là rào B40 về lưới B40. Rồi các bạn thấy cái vườn sầu riêng có đẹp không? Cây tôi thấy Giáp thấy rất là đều đẹp luôn. Các bạn nhìn cái vườn chạy thẳng lên kia. Đó. Đẹp quá các bạn. Đó, hàng thẳng tăm tắp. Vườn này mà sang năm mà các bạn nào mà ấy được mà thu thì sướng này. Các bạn thấy vườn sầu riêng rất là đều luôn. Rồi. Đây là một hàng. Rồi Giáp sẽ đi sang hàng bên đây. Đó. Bên đây là hàng thứ hai này. Vườn sầu riêng. Quá đẹp các bạn ạ. Hàng thứ hai. Và tiếp tục là đi sang đến đây là hàng thứ ba. Xung quanh hàng rào thì cũng đã được trồng mít nha các bạn. Đây hàng thứ ba. Đây, các bạn nhìn thấy hàng sầu riêng thứ ba của gia đình này. Rồi. Xin mời các bạn đi sang đến đây là hàng thứ tư. Đó. Thì chủ nhà trước đây thì cũng trồng nhưng mà do cái đám nhỏ nhỏ, những cái cây nhỏ nhỏ giữa kia là do cắt cái cây bơ đi đấy các bạn. Ngày xưa là xen canh nhưng mà bây giờ thì lên được như này rồi. Đó, và bây giờ lại mời tất cả các bạn là đi sang đến bên đây. Cái vườn sầu riêng rất là đẹp các bạn ạ. Cây rất là đẹp. Tốt lắm. Ở nhà thì gia đình cũng hái được mấy trái. Xin mời các bạn lại tiếp tục lên đây. Ở đây thì đó. Nếu mà đường chim bay từ đây ra đến đường nhựa, đường chim bay Giáp nghĩ là chưa đầy 100 mét đâu. Kìa kìa. Đây là Giáp sẽ zoom lại cho các bạn xem cột điện này. Đó, cái nhà ở chỗ kia. Và cái cột điện ở cái khe thẳng ra. Đó, ra đến đây thì Giáp nghĩ chưa đến 100 mét là đến đường nhựa rồi các bạn. Và các bạn nhìn hà sầu riêng, toàn bộ cây sầu riêng là đều như thế này hết. Đó, đã cho bói rồi. Sầu riêng rất đẹp luôn. Còn cái hàng nhỏ đây thì là do cắt cây bơ nha các bạn.
do cắt một số các cây bơ thì gia đình cũng có xen thêm một cây hàng vào đây. Nhưng mà các bạn nhìn thấy toàn bộ sầu riêng là khu vực này. Cái này thì sang năm là các bạn có thể cho thu 90 cây này, nếu mà các bạn thu tầm được khoảng 7-80 cân gì đó, tạ gì đó, thì các bạn được giá tí thì cũng thu được khá khá tiền ở đây rồi. Được các bạn. Rồi xin mời tất cả mọi người lên lên đây. Đã trồng full sầu riêng, trồng kín hết luôn. Đó các bạn ạ. Đây, đã trồng kín sầu riêng luôn. Cây tốt lắm. Đây như các bạn thấy cây là rất là tốt, rất là mập cây luôn. Khỏe khỏe cây. Một cái vườn rất là đẹp luôn. Và các bạn bước lên trên đây thì xin mời các bạn đây, đất thì hơi chuyển chuyển, đất đất đỏ ba gian nhé các bạn. Và trên đây thì gia đình cũng là mới trồng này, toàn bộ những cây mới trồng và cũng được đường ống mấy cả đường béc, có nghĩa mọi thứ là ok hết, chỉ có việc dọc cầu dao thôi. Là toàn bộ khu này là cũng là mới xuống thì được ở cái đám giữa này thì là tốt rồi, ok rồi. Và trên kia thì có bơ rất là nhiều bơ các bạn ạ, bơ bơ thì bơ bút thôi nên là bơ thì không tính gì các bạn, tôi coi như bỏ bơ đi, mình không tính gì cái cây bơ đấy, bơ thì cho cũng chả ai ăn này. Đấy đây là hàng biên này các bạn, biên danh đã được múc sâu cỡ này, cỡ tầm trên 2 mét thì hàng rào đây chạy thẳng lên kia, miếng đất khá là vuông nhé các bạn, chạy qua cái vườn bơ trên kia. Rồi rồi cái mé đây, mé góc bên đây, Giáp đang đứng ở đây mà góc đây thì lại chạy thẳng xuống dưới kia, thẳng xuống đụng dây đường đất dưới kia đó, theo cái hàng biên đó. Và bây giờ xin mời mọi người tiếp tục là đi tham quan cổng Giáp. Cái kia trên kia là vườn bơ, nếu các bạn nào có kỹ thuật về ghép bơ 034 thì các bạn ghép nhé, còn các bạn nào không biết ghép thì tốt nhất là chặt chặt bỏ đây. Ui dồi, đất thì đất đỏ xịn rồi các bạn nhé, đúng đất đỏ ba gian luôn. Đây các bạn ạ, cái vườn sầu riêng rất là đẹp, hàng nó đây. Chỗ này thì được cái là cái giá cả với cái chất đất này thì Giáp thấy cũng ok nhé mọi người. Được, và bây giờ Giáp sẽ đi quay cho mọi người xem ở cái phía bên dưới, cái khu vực mà sầu riêng mới trồng và nhà cửa, nói chung là nhà cửa và mọi thứ ở thì có sẵn sàng hết rồi. Được cái vườn sầu riêng này, nếu mà tất cả cái vườn này mà chỉ còn ở khoảng 3-4 năm nữa thôi mà như này hết thì đẹp lắm, cỡ 5 năm thôi, chăm là cỡ 4 năm thôi. Là toàn bộ thì đã được trồng hết rồi nên là cái chi phí nó cũng đã sẽ giảm bớt rồi. Toàn bộ thì anh ấy đã trồng kín sầu riêng hết rồi các bạn. Đây, toàn bộ cây đẹp không, lực cây lắm các bạn. Ok, xin mời tất cả các bạn lại đi sang cái vườn bên đây. Theo hàng theo lối là rất là thẳng luôn, quy mô quy cách rất là ok luôn. Đây là Giáp sẽ quay cho các bạn xem một vòng này, cả bơ trên kia, nếu mà đi thẳng từ đây lên trên kia là tới mốc rồi. Miếng đất này khá vuông vức nha các bạn, khá vuông. Đấy, toàn bộ khu đây. Rồi xin mời các bạn xuống thăm và xem cái khu vực nhà cửa. À thôi, quay cho các bạn xem qua mấy cây bơ. Bơ ở đây các bạn, đây là những cái cây bơ, bơ này là bơ bút. Thì từ đây ra đến hàng biên kia thì tầm 30 mét nữa là hết bơ này, là hết biên của mình. Thì các bạn là tôi quay trước quay sau cho các bạn xem chỗ này. Đó, sầu riêng cực đẹp luôn. Đây mời các bạn này, đường ống này, gia đình cũng đã gọi mọi thứ ớt giáp hết. Kể cả bơ, bơ cũng có tưới béc luôn. Nó, tất cả hệ thống tưới là không phải suy nghĩ rồi. Hệ thống tưới là các bạn chỉ việc là ngồi dập cầu dao đây, là nước nó lên thôi. Đây, ngày xưa là trồng sen sen kiểu này, muốn cắt đi. Bây giờ đấy các bạn ơi, đường ống chôn này, khóa van vặn vặn ở dưới, khóa ở dưới van ấy, các bạn chỉ cần vặn cái là ok. Đây sầu riêng các bạn nhìn, cây sầu riêng lá nó xanh mơn mởn này, lá to dài cứ cả phải được khoảng 10-20 phân. Đây các bạn ạ, cây đã quá đẹp luôn. Và xin mời mọi người là xuống thăm nhà, gia đình thì bán thì cũng có để lại cho mình những cái gì, để lại cho mình cái nhà, cái máy bơm, tất cả đường ống, điện và pha. Anh này anh ấy mới bỏ phân xong các bạn ạ, mới bỏ phân nở xong ngày hôm qua hôm kia gì thôi, mới bỏ toàn bộ phân do bao nhiêu tiền phân. Và cây thì mới trồng đây, toàn bộ đường ống thì nói chung là Giáp thấy là ok quá rồi. Đây được cây này, những cây này mới trồng được mấy tháng đây các bạn. Rồi bây giờ thì đây là một cái ngôi nhà các bạn có thể ở vô tư. Hiện tại bây giờ tôi thấy có mấy quả sầu riêng chín cũng thấy thơm thơm.
Và bây giờ đây là cái con đường đi ở giữa nhé các bạn. Giáp sẽ đi xuống núi xuống dưới để cho các bạn thăm xem. Khu vực này thì có một số cái cây sầu riêng cũng nhỡ nhỡ rồi. Và cái bên này á, thì anh ấy làm cỏ sạch rồi. Nhưng cái bên này ấy thì anh ấy đi chơi một tuần nên là anh ấy chưa làm được. Cỏ mọc hơi bị đẹp các bạn ạ. Cỏ đẹp thì là đất nó đẹp. Bây giờ cỏ thì chắc chả ai bỏ phân đâu, nhưng tôi thấy cái cây cỏ này, các bạn thì trồng đấy độ khoảng mấy sào cái cây cỏ này để mà nuôi dê nuôi bò. Đây các bạn nhìn thấy cỏ đẹp không? Cỏ còn đẹp mà, chưa nói đến các cây trồng ấy. Thì ở bên đây cũng có độ khoảng mấy chục cây này các bạn, mấy chục cây cũng lại to to này này. Đấy. Là từ đây xuống dưới kia thì toàn bộ khu vực đất đây đã được gia đình trồng sầu riêng và hiện tại bây giờ đang căng giàn để trồng chanh leo, kiếm thêm thu nhập và có trồng bắp thêm. Và toàn bộ đây thì đã được xuống là hơn 300 cây sầu riêng. Đã được xuống hết rồi. Xuống theo hàng theo lối hẳn hoi. Thì bây giờ tôi sẽ Giáp sẽ đi xuống núi dưới này để quay cho mọi người cùng xem là cái mặt đường đi nhá. Cái đường đi nếu mà tầm trăm mấy 200 thì mình có thể đổ vài xe cấp phối nữa là ok. Đây là cái đường đi giữa dãy nhá các bạn. Mọi cái đường ống thì ống nước ống đồ thì đã được cái anh ấy làm rất là kỹ càng. Đi chơi có một tuần về cỏ mọc cỡ này. Chắc này phải đi chơi nửa tháng rồi, chứ một tuần gì các bạn nhỉ. Đó. Toàn bộ cái khu vực này đã được căng dây để trồng cái cây chanh leo ấy. Này nằm ở huyện Chư Bờ Rông của tỉnh Gia Lai. Đây là cái vườn bắp nhà anh ấy. Và trên này thì đã được chôn cột để căng dây. Toàn bộ là được rào mặt này, cái mặt đằng trước này các bạn. Đã được rào lưới B40 vòng sang đến bên kia. Bây giờ Giáp sẽ đi cho mọi quay cho mọi người xem ở cái ngoài mặt ngoài nhá. Bên này để trồng bắp này. Cũng có một vài cây tiêu đủ chấm thịt gà. Đây, chỗ này thì bắp tốt phết đây các bạn. Đây thì cổng, anh đã làm một cái cổng. Thẳng từ bên đây mà qua bên kia tầm khoảng 60 mấy mét là cái mặt đường này. Thì từ bên đây qua bên kia khoảng đấy thì Giáp sẽ đi cho mọi người xem cái đường đất. Cái đây là cái mặt đường đất nha mọi người. Đó, đường đất này thì mình do rời mưa mà các bạn thì cỏ nó cứ xí xùm lên. Nhưng mà từ đây ra cái đường nhựa kia thì nó không đáng bao nhiêu đâu. Có một xíu thôi. Thì đây, chạy dọc đây. Ôm lên trên đây anh. Dạ. Đây, giờ xin mời các bạn là đi theo Giáp đi theo cái con đường đất này. Bên phía tay trái là vẫn là đất của mình. Thì đến cái cây to này. Đây là cái đường đất mà đi trong này cũng rất nhiều hộ. Bên mép bên dưới này các bạn này. Mép dưới này cũng vườn sầu riêng đẹp lắm. Là bên phía bên dưới ấy. Đây, cái nhà này cũng rào kín. Đây vườn sầu riêng nhà ông hàng xóm này cũng đẹp lắm. Bên đây này. Ở đây ấy thì cứ đến mùa mưa cái là cỏ mọc tùm lên. Đấy. À đây, hàng biên đây. Đây là hàng biên nhá các bạn. Đó. Tới đây là tới biên này. Thì các bạn thấy biên chạy thẳng. Đây, nó có cái đường ranh đây rồi thì chủ nhà cũng đã chôn cột. Đường biên ở chỗ này. Chạy thẳng một phát lên cái khu vực Giáp vừa quay đấy. Nói chung là cái miếng đất này cực kỳ vuông luôn. Vuông lên đét. Còn cái vườn bên dưới này là sầu riêng của ông hàng xóm. Cũng đẹp y như vườn trên đây. Hai vườn là cũng... Không, vườn trên này đẹp hơn. Vườn trên này thì nó dốc hơn. Vườn bên của cái anh Giáp đang quay cho mọi người xem này thì nó bằng hơn. Đây là con đường đất để đi. Con đường này có thể hiện trong sổ luôn. Các bạn ạ. Ghi là đường đất thể hiện trong sổ đầy đủ. Sổ sách là có 2H4. Nhưng mà thực ra là cái bốn cái sào bên kia ấy là của một cái người khác. Người ta nói chung là sổ của mình là thừa đất. Đấy, mình tách ra cho họ, hoặc họ tự đi tách, hoặc là thế nào đấy, hoặc là mình gạ mình mua luôn bốn sào kia, đây là của mình hết luôn. Đó. Thì đây là cái con đường vào. Con đường vào chạy thẳng đây phát miếng cực vuông luôn các bạn, miếng đất vuông vức. Độ dốc của nó thì tầm độ khoảng 5% thôi. Đó, toàn bộ đây là như thế này, Giáp quay cho mọi người cùng xem thì cụ thể là như vậy nhé các bạn nhé. Nếu các bạn yêu quý cái miếng đất này thì bảo Giáp gửi sổ, gửi vị trí cho các bạn test, nếu được thì các bạn liên hệ với Giáp nhá. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn. À quên, cái hồ nước thì đi từ đây xuống dưới kia tầm 400 mét, nhưng mà hồ đấy là hồ tưới chung và cũng mua rồi, bốn người mua chung nhau thì để một cái con đường như thế này để đi xuống tới cái hồ đấy luôn ở góc dưới đây, điện ba pha. Rồi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.